Lỗi anh em, tình hình là mình mới tạo một group siêu nhỏ tí hon trên Facebook có tên là Cuồng Khám Phá, mới được mấy trăm người tham gia mà thôi. 500 anh em nếu muốn tham gia vào ngôi nhà chung của cộng đồng Taka, nhớ nhấn đường link mình để phần bình luận để vào group Facebook Cuồng Khám Phá nhá. Quẹo lựa, vào group tôi chơi đi. Thuật ngữ thức ăn nhanh được công nhận vào năm 1951 và xuất hiện trong từ điển bởi Merriam-Webster. Cụm từ này dùng để chỉ những loại thực phẩm được nấu sẵn để bán. Nó thì được gắn liền với sự phát triển của đô thị, khi mà con người ngày càng trở nên bận rộn với cuộc sống của mình, cũng như là ưa chuộng những loại thức ăn nhanh để tiết kiệm thời gian và chi phí hơn nữa. Tùy vào mỗi vùng và văn hóa đất nước mà thức ăn nhanh thì cũng có nhiều loại, như là pizza, bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ hay còn gọi là bánh mì kebab, bánh hamburger, khoai tây nghiền hay là bánh mì sandwich. Tuy nhiên là đôi khi cửa hàng đồ ăn nhanh lại không chỉ cung cấp đồ ăn nhanh. Thật là kỳ lạ phải không nào? Hãy cùng ta cả đến với 10 lần cửa hàng đồ ăn nhanh không chỉ bán đồ ăn nhanh. 10. Áo thì bất ngờ với loạt cửa hàng McDonald's cạnh tranh dịch vụ với Đại sứ quán Mỹ. Một thỏa thuận đặc biệt giữa cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại Áo với thương hiệu đồ ăn nhanh hàng đầu thế giới. Trang Sputnik đã đưa tin, bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 năm 2019, khách du lịch Mỹ gặp khó khăn tại Áo có thể tìm tới một địa điểm vốn chỉ dành những người yêu thích khoai tây chiên và bánh mì kẹp, chính là các cửa hàng McDonald's. Thương hiệu chuyên đồ ăn nhanh McDonald's giờ đây thậm chí còn đảm nhận cả nhiệm vụ của một đại sứ quán Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Áo là Trevor D. Chandler mới đây đã ký hợp đồng với Isabella Cutter, giám đốc McDonald's Áo, cho phép các cửa hàng McDonald's trên khắp lãnh thổ Áo được cung cấp dịch vụ hỗ trợ thị thực cho công dân Mỹ nếu mà đại sứ quán không mở cửa. Trang Facebook của đại sứ quán Mỹ tại Athens cho biết, kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2019, công dân Mỹ tại Áo gặp khó khăn và không thể nào liên lạc được với đại sứ quán Mỹ, có thể vào bất kỳ cửa hàng McDonald's nào ở Áo và các nhân viên ở đây sẽ giúp đỡ họ liên lạc với đại sứ quán Mỹ liên quan tới dịch vụ về thị thực. Điều trên thì đồng nghĩa việc công dân Mỹ giờ đây thể báo mất hộ chiếu hoặc đơn giản là tìm kiếm sự trợ giúp lữ hành tại McDonald's, trong khi cùng lúc có thể thưởng thức những chiếc bánh kẹp nóng hổi trừ danh. Chúng tôi nhận được yêu cầu từ đại sứ quán Mỹ. Đầu tiên thì bởi vì thương hiệu McDonald's rất phổ biến với người Mỹ, và thứ hai bởi vì tại Áo có rất nhiều cửa hàng McDonald's. Wilhelm Badia, phát ngôn viên của McDonald's đã nói. Thông báo của đại sứ quán Mỹ tại Áo đã thực sự gây sốt trên mạng xã hội. Rất nhiều người dùng Internet thì đã không ngần ngại để lại những bình luận đầy hài hước trên trang Facebook của cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ. Xin được giới thiệu Mark Visa, một người viết. Trong khi người khác lại bắt chước phong cách gọi đồ trong cửa hàng. Làm ơn cho tôi một Mark hộ chiếu đem đi nhé. Có người dùng thậm chí còn đề xuất mở rộng dịch vụ đại sứ quán mini tại McDonald's. Nếu chúng ta thể làm thủ tục thuế cho người nước ngoài tại McDonald's thì mọi việc sẽ còn tốt hơn nữa. 9. Nước hoa mang mùi bánh pizza của thương hiệu Pizza Hut. Xuất phát từ một câu chuyện đùa trên trang mạng Facebook, Pizza Hut đã quyết định sẽ sản xuất loại nước hoa thật sự mang mùi vị của bánh pizza sau khi nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các thực khách. Giám đốc marketing của Pizza Hut cho biết, mùi hương của loại nước hoa này sẽ được chế tạo để có mùi giống như bột nướng với một chút gia vị nữa. Một bài viết được đăng trên trang Facebook của Pizza Hut với nội dung như sau. Để đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình của 100.000 người hâm mộ, chúng tôi đã quyết định sản xuất nước hoa Pizza Hut. Và 100 người đầu tiên nhắn tin trực tiếp cho chúng tôi sẽ nhận được một lọ nước hoa có mùi vị pizza này nhé. Hãy cùng chia sẻ bức ảnh này với những người bạn xung quanh. Pizza Hut là chuỗi nhà hàng không xa lạ với những người yêu thích pizza. Vào hồi tháng 4 thì chuỗi nhà hàng Pizza Hut ở khu vực Trung Đông cũng đã bắt đầu cung cấp loại bánh pizza phô mai vỏ cứng tới khách hàng của mình. Được biết là số lượng nước hoa Pizza Hut sẽ được sản xuất ra lần này chỉ với số lượng có hạn và đều đã được phân phối. 8. Cô gái mưu trí biến hóa đơn bánh pizza thành một lời kêu cứu. Chuyện là vào chiều ngày 4 tháng 5 năm 2015, cửa hàng Pizza Hut ở công viên Avon, bang Florida đã nhận được một đơn đặt hàng trực tuyến từ khách hàng quen là Cherin Chakway, 25 tuổi. Khi mà xem kỹ, nhân viên cửa hàng nhìn thấy dòng chữ "Làm ơn cứu với, gọi 911 giùm tôi." Phía bên dưới kèm thêm 911, còn tin, cứu. Cảnh sát ngay lập tức được báo cáo sự việc và đến nhà của Cherry để mà tìm hiểu sự tình. Lúc họ tới nhà thì Cherry Chakway và một đứa trẻ đang đứng đợi ở cửa. Trung úy của Tiên Loden, sở cảnh sát hạt Highland đã cho biết, cô gái chạy phía chúng tôi nhưng mà hai đứa trẻ vẫn ở trong nhà với một người có vẻ đã sử dụng ma túy. Tay thì cầm một con dao.
Jay Gray nói cảnh sát rằng bạn trai của mình là Ethan Nicholson, 26 tuổi, nhất quyết không để cô rơi khỏi nhà và anh ta thì đang cầm một con dao. Sĩ quan London cho rằng Nicholson đã sử dụng ma túy đá. Trước đó cùng ngày, Jay Gray bạn trai cãi nhau nảy lửa và Nicholson đã dùng dao để đe dọa cô. Khi mà tới giờ Jay Gray phải đón con tại trường, Nicholson đã giằng lấy điện thoại cô và nằng nặc đòi đi theo. Sau đó, Jay Gray nghĩ ra cách thuyết phục bạn trai cho cô đặt hàng một chiếc pizza và nhân đó đi cầu cứu cảnh sát. Kể đến, cô sử dụng ứng dụng đặt hàng riêng của chuỗi cửa hàng Pizza Hut, soạn tin nhắn yêu cầu một chiếc pizza xúc xích bò, heo, rắc thêm tiêu cỡ nhỏ nữa. Trong đơn đặt hàng của mình, Jay Gray chen thêm lời cầu cứu nhân viên cửa hàng để gọi cảnh sát giúp đỡ. Đơn đặt hàng sau đó cửa hàng in ra và lời cầu cứu phát huy tác dụng. Trung úy Loden thuyết phục Nicholson đầu hàng sau khoảng 20 phút. Anh ta bị bắt và bị buộc tội hành hung người khác. Còn ba đứa con trai của Jay Gray thì vẫn bình yên vô sự. Theo Daily Mail, Nicholson có nhiều lần bị bắt giữ từ năm 2007 về các tội trộm cắp và hoại tài sản. Cậu con trai mà y giữ làm con tin thì cũng chính là con ruột của y. 7. Cửa hàng thức ăn nhanh cung cấp dịch vụ hôn lễ nhanh, chọn gói chỉ với hơn 10 triệu đồng. Nước Mỹ thì có lẽ là một trong số đất nước nơi các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh phát triển nhất. Các cửa hàng ở đây đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của nhiều người Mỹ. Từ các buổi hẹn hò sau giờ học cho đến các cuộc hội họp hay thậm chí là cả các sự kiện cầu hôn nữa. Taco Bell là một trong những chuỗi thức ăn nhanh phổ biến và được người Mỹ yêu quý nhất, với thức đơn chuyên về các món ăn Mexico. Và giờ chuỗi thức ăn nhanh này cũng kiêm luôn dịch vụ tổ chức hôn lễ nhanh, gọn và lẹ. Tờ New York Post cho hay, bạn thì tự tin nắm tay người ấy, bước vào và gọi ngay một phần đám cưới từ menu. Phần đám cưới này bao gồm rượu sâm banh, thứ luôn phải có trong mọi dịp ăn mừng của người Mỹ. Hai chiếc áo t-shirt in chữ Mr. và Maid, có thể hiểu là chồng và vợ. Một chiếc nơ lịch lãm cho chú rể, một chiếc bánh cưới cinnamon delight là món bánh tủ của hãng, một bó hoa cưới làm từ gói gia vị và một phần combo Taco Bell. Thậm chí là phần này còn bao gồm cả dịch vụ làm lễ kết hôn với cả một người chủ hôn nữa. Được biết dịch vụ này phổ biến nhất ở các cửa hàng tại Las Vegas. Nếu bạn có xem nhiều bộ phim như What Happened in Vegas hay là các bài hát nhạc pop nổi tiếng về nơi này thì sẽ hiểu. Cái việc kết hôn chồng vánh có thể được xem là dạng văn hóa đại chúng nơi đây. Những tưởng là sẽ không cặp đôi nào hưởng dạng hôn lễ điện xẹt chỉ tốn có 600 đô này. Nhưng thực ra lại có rất nhiều người đã đăng ký một gói đám cưới tại đây. 6. Giao bánh pizza bị vỡ do ổ gà ổ vịt, Domino chơi lớn đầu tư sửa lại hàng loạt con đường. Vào năm 2018 thì Domino Pizza đã cho ra mắt chiến dịch Paving for Pizza đầy ý nghĩa, với mục tiêu là cải thiện tình trạng giao bánh pizza và phải còn nguyên vẹn đến tay khách hàng. Trong thời gian này, khách hàng có thể truy cập vào website pavingforpizza.com để đề xuất sửa chữa con đường xung quanh khu vực họ sống với tình trạng hư hỏng mức độ nhẹ, trung bình hay là nghiêm trọng. Sau đó thì công ty sẽ sửa chữa lại các ổ gà và tiếp tục sửa chữa các con đường khác nữa. Đây thực sự là một chiến dịch quảng cáo thông minh với sự hợp tác, hưởng ứng nhiệt tình giữa khách hàng mua bánh pizza và chính quyền các thành phố. Ý tưởng của chiến dịch là kết quả của rất nhiều cuộc trò chuyện cùng với khách hàng của Domino. Trong đó thì họ đã nghe được một vài câu chuyện liên quan đến cái việc mà bánh pizza được giao bởi shipper hay là khách hàng mang về nhà trong tình trạng đã không còn nguyên vẹn nữa. Vì vậy Domino đã xem xét và nhận rằng những chiếc bánh pizza được vận chuyển qua những con đường trong tình trạng kém và bánh có thể bị hỏng trước khi khách hàng ăn nó. Để xác minh điều này, Domino đặt camera bên trong một bánh pizza, sau đó vận chuyển nó qua các con đường khác nhau. Bạn thì có thể xem kết quả những đoạn video này tại pavingforpizza.com. Kết quả được cho thấy, trong tuần đầu tiên chiến dịch đã thu hút được hơn 35.000 lượt quan tâm trên phương tiện truyền thông xã hội. Điều thú vị là chương trình này đã khiến rất nhiều cuộc thảo luận về ổ gà và việc sửa chữa đường diễn ra. Có vẻ mọi người rất say mê về chúng. Ngoài ra, chiến dịch này còn thu hút được sự quan tâm của kênh truyền thông hàng đầu thế giới như là USA Today, Today của NBC, The Late Show with James Corden, Bloomberg và Washington Post. Chiến dịch mở đường cho pizza, Paving for Pizza, đã nhận được hơn 137.000 đề cử từ 15.275 mã zip ở tất cả 50 tiểu bang của Mỹ. Giai đoạn đầu chiến dịch thực hiện sửa chữa cho hơn 20 thành phố. Domino cũng đã khởi động giai đoạn 2 chiến dịch nhằm tạo ra mở đường ở tất cả 50 tiểu bang vào cuối năm 2018. 5.
Tại Trung Đông thì gà rán KFC cũng trở thành mặt hàng người ta đánh đổi cả tính mạng để buôn lậu. Đây có lẽ thì sẽ là thức ăn nhanh nhưng mà phục vụ chậm nhất thế giới. Để thể ăn được món gà rán KFC tại Gaza, bạn cần phải đặt vào đêm hôm trước và đi theo đó là những cuộc điện thoại cũng như chuyển tiền quốc tế nữa. Vào ngày hôm sau, sẽ có những người shipper từ tận Ai Cập sẽ đi mua theo yêu cầu của bạn và đưa nó cho những người chuyển phát nhanh. Sau đó thì họ sẽ phải đi qua những đường ngầm dài dưới lòng đất để đưa món gà rán cho những người giao hàng tại Gaza, rồi tiếp tục vận chuyển bằng xe máy để tới tay của bạn. Chi phí cho mỗi lần đặt hàng và vận chuyển như vậy, trên thực tế thì không hề dễ thở một chút nào. Madani, nhân viên công ty vận chuyển Yamama đã cho biết, trung bình mỗi suất bao gồm 12 miếng gà KFC kèm khoai tây chiên ở Arid là 80 bảng Ai Cập, tức là khoảng 12 đô la Mỹ. Và giá sau khi giao tới Gaza, chúng sẽ lên tới 30 đô. Tuy nhiên là rất nhiều người tại Gaza cho rằng mức giá này vẫn thể chấp nhận được và họ hài lòng bỏ số tiền đó để thưởng thức đồ ăn nhanh chậm nhất thế giới. Ở Gaza chỉ có duy nhất con đường thông ra thế giới là phía nam giáp Sinai, Ai Cập. Người dân ở đây thì không được ra nước ngoài nhưng vẫn theo dõi tin tức và sản phẩm ngoại quốc và truyền hình. Sự thèm khát được sử dụng sản phẩm mà mọi người trên thế giới dùng đã sinh ra nhiều doanh nhân ở đây. Năm 2013 đã đánh dấu sự thành công của Khalil Efraghi, doanh nhân buôn lậu gà rán KFC qua cống ngầm thông Sinai, Ai Cập. Khalil nhận đơn hàng từ khách và đặt hàng bên El Arish Sinai. Taxi bên Ai Cập sẽ chở gà sang đến cống ngầm, giao taxi bên Gaza và chuyển đến cho Khalil. Ông này dùng một đội xe máy đi giao hàng cho khách. Hoạt động này bắt đầu khi nhân viên công ty Yamama bỗng dưng thèm món gà rán, nên đề nghị giới buôn lậu phục vụ thực đơn này từ nhà hàng KFC tại An Arish, một thị trấn nhỏ của Ai Cập, cách dải Gaza khoảng 40 km. Nắm bắt được nhu cầu đồ ăn nhanh ngày càng tăng của người dân ở dải Gaza, nhiều doanh nhân tại Palestine, những người sở hữu chuỗi nhà hàng KFC và Pizza Hut tại khu bờ Tây cũng đã có nhiều hoạt động thúc đẩy vận chuyển những món đồ ăn nhanh này tới Gaza. Trên thực tế là đường hầm để vận chuyển những món đồ ăn nhanh tại Palestine từ lâu đã là đường hầm để những tay buôn lậu vận chuyển vũ khí nữa. Và cái việc mà buôn lậu KFC Gaza ngày nay thì thật sự đã trở thành một ngành công nghiệp. Bởi chỉ tính riêng dải Gaza có tất cả hơn 400 đường hầm trên toàn thành phố, cho phép bạn sống ở trung tâm cuộc chiến mà vẫn có thể đặt hàng được món gà rán KFC ở bên kia chiến tuyến. Với những con đường hầm như vậy, bạn có thể đặt mua mọi thứ từ bút viết, thuốc lá, Viagra hay bất cứ thứ gì bạn muốn. Chỉ có điều là thời gian chờ đợi thì sẽ hơi lâu, có thể lên tới 2 ngày, dù món hàng bạn đặt chỉ cách nơi bạn đang ở có vài km. Còn đối với những kẻ buôn lậu kiểu mới thì đây lại là dịch vụ kiếm được bộn tiền. Bốn, Burger King cho ra mắt đồng tiền ảo Whopper Coin. Đã bao giờ bạn thấy những thứ như dầu mỏ, quặng khoáng hay là cổ phiếu là những cái đơn vị trao đổi mua bán đầy nhàm chán? Hãy thử tưởng tượng về một đơn vị thú vị hơn như là bánh burger chẳng hạn, thứ mà giờ đây đã trở thành đồng tiền để trao đổi thực sự nhờ Burger King của xứ Bạch Dương. 4 năm trước thì Burger King của Nga đã công bố một chương trình tích điểm hoàn toàn mới sử dụng một đồng tiền ảo với tên là Whopper Coin. Đồng tiền ảo được lưu hành trên nền tảng blockchain Wave. Hiện tại trên thị trường đang có 1 tỷ đồng Whopper Coin được Burger King Nga phát hành. Khách hàng mua burger tại chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh trên khắp nước Nga sẽ nhận được 1 Whopper Coin cho mỗi rup, tức là khoảng 385 Việt Nam đồng. Với cái số tích điểm ấy, với mỗi 1.700 Whopper Coin, người ta thay đổi được một chiếc Whopper và cái số Whopper Coin của họ sẽ được lưu một ví ảo nữa. Thoạt nghe thì đây chỉ là một chiêu trò quảng cáo của Burger King, nhưng mà Whopper Coin có một đặc điểm đặc biệt là nó có thể được mua bán, trao đổi y hệt những đồng tiền khác. Thậm chí là Whopper Coin còn có cả một trang thông tin riêng với miêu tả là một đơn vị để mua burger tại Burger King của Nga và để trao đổi. Burger King Nga thì cũng cho biết họ cũng sẽ sớm phát hành ứng dụng của Whopper Coin trên App Store và Google Play trong tháng 9 tới đây. Giờ đây thì Whopper không đơn thuần chỉ là tên loại burger được khách hàng tại hơn 90 quốc gia yêu thích, mà nó còn là một công cụ đầu tư. Trích lời của ông Ivan Setov, giám đốc truyền thông của Burger King nước Nga. Trong khi Setov đang thao thao bất tuyệt về việc ăn Whopper đã trở thành một chiến lược đầu tư cho mai sau, thì có lẽ là thứ khách hàng quan tâm hơn cả vẫn là những chiếc burger miễn phí. 5. Ở vị trí thứ 3 thì KFC đã dùng công nghệ VR để training nhân viên. KFC đang xem xét việc sử dụng một tựa game thực tế ảo VR với bộ thiết bị Oculus Rift để đưa chương trình đào tạo nhân viên mới của mình.
Ở thời điểm hiện tại, công nghệ thực tế ảo đã không còn phải là cái gì đó quá xa lạ, khi đã và đang được ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực đời sống, như là trò chơi điện tử, điện ảnh, hay thậm chí là cả những lĩnh vực thiết yếu như y tế và giáo dục. Mới đây thì hãng thức ăn nhanh hàng đầu thế giới KFC đã xem xét việc sử dụng một tựa game thực tế ảo đi kèm với bộ thiết bị Oculus Rift vào trong chương trình đào tạo nhân viên mới của hãng. Không chỉ đem lại những cảm nhận vô cùng chân thực cho học viên, tựa game thực tế ảo này còn rút ngắn khá nhiều khoảng thời gian đào tạo cho nhân viên mới. Trung bình là trong thực tế, để làm gà rán theo công thức gốc của KFC thì sẽ cần phải tới 25 phút. Nhưng mà với tựa game thực tế ảo, nhân viên mới chỉ cần có 10 phút để thầy học xong. Hai, smartphone mang thương hiệu gà rán KFC chính thức ra mắt. Lạ lùng thay, thiết bị này được liệt kê dưới dạng một phiên bản đặc biệt của chiếc Huawei Y7. Mặc dù là cả hai thiết bị gần như không điểm tương đồng khi xét về cả cấu hình lẫn thiết kế. Chiếc smartphone KFC được trang bị vi xử lý Snapdragon 425, 3GB RAM và 32GB bộ nhớ trong. Màn hình 5 inch của máy độ phân giải là 720p. Ngoài ra thì máy cũng sở hữu camera sau với độ phân giải là 13MP. Huawei sẽ chỉ sản xuất 5.000 chiếc smartphone KFC và mở bán giới hạn ở thị trường Trung Quốc. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 7, thông qua ứng dụng KFC và trên trang bán hàng của Huawei trên Tmall. Tuy nhiên là người mua máy sẽ phải thẻ hội viên của KFC. Máy thì được bán với giá là 1.099 nhân dân tệ, tức là khoảng 3,6 triệu đồng. Các smartphone KFC cũng sẽ có thêm tính năng đặc biệt nằm trong ứng dụng KFC được cài đặt sẵn trên máy. Ứng dụng này mang tên là K-Music, cho phép người dùng nghe các bản nhạc của KFC và chỉ hoạt động khi thiết bị này ở trong cửa hàng của KFC. Đây thì không phải smartphone đầu tiên sở hữu các phiên bản đặc biệt. Song flagship Galaxy S của Samsung cũng xuất hiện rất nhiều phiên bản đặc biệt, như là Galaxy S7 S Batman hay Galaxy S8 cướp biển vùng Caribe. Nhưng mà liệu Trung Quốc có thể thị trường phù hợp hay không? Tuy là cả KFC lẫn Huawei đều bắt đầu hoạt động tại Trung Quốc trong năm 1987, sản phẩm này có thể đạt được nhiều thành công hơn tại thị trường Nhật Bản. Đây là nơi mà KFC nổi tiếng đến mức thưởng thức các món ăn KFC đã trở thành một thông lệ trong ngày Giáng sinh. KFC giới thiệu máy chơi game Cap Console, tuyên bố là sẽ chấm dứt cuộc chiến máy chơi game bằng chính cỗ máy này. Nếu như các bạn vẫn còn nhớ, thì vào hồi tháng 6 năm ngoái, hãng đồ ăn nhanh nổi tiếng KFC đã thông báo việc tham gia vào mảng gaming với một chiếc máy chơi game của riêng mình. Tuy nhiên là vào lúc bấy giờ, nhiều người thì vẫn cho rằng đó chỉ đơn thuần là một trò đùa, cả tháng 4 đến muộn mà thôi. Nhưng mà đầu năm nay, KFC lại một lần nữa khẳng định chiếc máy chơi game của họ là hoàn toàn có thật và là một sản phẩm hợp tác với hãng phần cứng nổi tiếng Cool Matter. Cỗ máy chơi game này có tên là Cap Console và các bạn có thể thấy nó trong video giới thiệu. Về mặt ngoại hình thì chiếc máy Cap Console có thiết kế hệt như chiếc xô đựng gà rán vô cùng quen thuộc của KFC với tông đen là màu chủ đạo. Bên cạnh đó thì KFC cũng đã công bố một số thông tin cơ bản về cấu hình của chiếc máy. Về mặt phần cứng thì máy Cap Console sẽ cấu hình tương đương một chiếc Intel Note 9 và được trang bị hai ổ SSD Barracuda 1T của Seagate. KFC cũng khẳng định chiếc máy này có thể chạy mượt mà tựa game VR, cũng như hỗ trợ chơi game độ phân giải 4K và ray tracing. Đại diện của Intel, ông Mark Walton đã khẳng định chiếc Cap Console là sản phẩm có thật, chứ không phải là một trò đùa câu khách của KFC. Ông Walton cũng xác nhận chiếc máy này thiết kế kèm theo một ngăn riêng để làm ấm những miếng gà KFC nữa, giúp bạn thì có thể vừa chơi game vừa thưởng thức những miếng gà rán ấm nóng giữa mùa đông lạnh giá. Trong một cuộc họp báo mới đây về sản phẩm Cap Console, đại diện KFC đã cho biết: "Chúng tôi biết rằng cuộc chiến console thời điểm hiện tại vô cùng là khốc liệt, nhưng mà KFC hoàn toàn tin tưởng vào tiềm năng cũng như khả năng cạnh tranh của chiếc máy Cap Console. Chiếc máy này để chơi được những tựa game đỉnh cao ở cấu hình cao nhất, lại vừa biết giữ ấm gà rán cho bạn nữa. Thế thì còn điểm gì để chê được nữa cơ chứ? Nếu như Sony hay Microsoft muốn thiết kế một chiếc máy chơi game đựng được cả gà rán, thì cứ liên hệ với chúng tôi nhá. Chúng tôi vô cùng hoan nghênh." Hiện tại KFC vẫn chưa công bố ngày ra mắt và mức giá chiếc Cap Console. Vô cùng hấp dẫn đúng không nào? Và đến đây thì lại hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích và subscribe tại kênh channel ngay lập tức nhé. Chân thành cảm ơn anh em.